Hello chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nha. Ok, mình là Khải Sâm đây. Thì chiều theo cái nguyện vọng cũng như là cái nhu cầu của anh em người chơi con tài xỉu, thì rất nhiều anh em cũng hỏi đường link con Go 88. Thì dạo gần đây thì một số cái đường link cũ anh em đang chơi ấy, thì bây giờ nhà mạng nó quét anh em không vào được. Thì cá nhân Khải sẽ làm video này chia sẻ cho anh em cái đường link chuẩn nhất của con Go 88 nhé, dành cho những em tín đồ đang chơi con Go 88. Thì Go 88 thì anh em biết đúng không, nó là tựa game lớn, quá là hot rồi, quá là uy tín rồi. Thì đại đa số anh em vẫn là chơi trên cái app điện thoại đúng không. Thì đối với đường link mới anh em nhé, anh em nhập cho Khải là cái đường link là go88k.com. Đó là cái đường link dành cho anh em chơi điện thoại. Còn đối với anh em chơi bản web máy tính nhé, thì anh em bấm cho Khải là play.go88k.com. Đó là bản máy tính. Thì Khải sẽ đi vào thực tế cho anh em nhé, để có thể vừa vào đường link vừa chia sẻ cho anh em. Những anh em mới ấy, thì số anh em mới đây anh em hay dính vào những cái đường link fake, link ảo ấy. Thì rất nhiều trường hợp là có nhắn tin, có gọi điện cho Khải là khi tải về được rồi chơi, nhưng mà khi anh em thắng anh em không thể rút được. Đấy, đường link ảo chắc chắn anh em biết rồi không, link ảo, link fake rồi, thì nó là nhái, hàng nhái thì lại rất giống với hàng thật, giống như trang luôn anh em ạ. Nó dạng như là 1/9/10 luôn. Anh em mà không kinh nghiệm thì anh em sẽ dính nhá. Ok, thì anh em mới có thể anh em nên xem cái video này để anh em phân biệt rõ. Còn những anh em có kinh nghiệm chơi lâu năm rồi thì anh em là quá thừa hiểu vấn đề này, ok chưa? Thì đối với con Go 88 anh em nhé, thì Go 88 thì anh em vẫn vào trình duyệt kép này, anh em gõ cho Khải Go 88 này k.com anh em nhé. Ok này, đấy, khi anh em bấm đúng đường link thì sẽ hiển thị cho anh em cái giao diện chính thống của con Go 88 trên đường cờ bạc online nhé. Ở đây thì có tải bản cài đặt này, anh em có thể anh em bấm vào tải này, hoặc anh em không muốn tải anh em có thể là bấm vào trên nhanh bản web nhé. Ok này, Khải sẽ bấm trên nhanh bản web để cho anh em theo dõi nhé. Ok này, thì trên nhanh bản web ấy thì khi anh em mới vào nhá, ok Khải sẽ đăng xuất ra đi. Khi anh em bấm vào ấy thì ở đây có hai mục nhá, đăng nhập, đối với anh em có nick này anh em bấm tên đăng nhập và mật khẩu anh em ok. Còn đối với anh em mới nhá, anh em bấm vào đăng ký này, thì anh em sẽ làm theo cái hướng dẫn của cái trên cái màn hình này. Anh em bấm tên đăng nhập, mật khẩu, xác nhận mật khẩu anh em ok. Thì cá nhân Khải có nick rồi thì Khải sẽ đăng nhập nhá. Ok này. Ok, khi anh em có nick cũ anh em đăng nhập, cũng như là anh em mới đăng ký xong nick thì anh em vào, thì đây là cái giao diện chính thống của con game bài Go 88 nhá. Ok này, thì trên này thì anh em biết đúng không, giao diện nhìn khá là ok. Nói chung là bên này thì cũng có tài xỉu MD5 này. Đấy, đây là tài xỉu đỏ đấy. Hoặc là anh em là chơi những tài xỉu truyền thống này, đây là con xanh này. Ok, đấy, thì trên này ngoài cái giao diện tài xỉu nhá, thì có rất nhiều cái tựa game khác như ba cây ba cào, sóc đĩa, bầu cua này. Anh em có thể là thoải mái anh em trải nghiệm cũng như anh em kiếm tiền trên con Go 88 này. Ok, thì video này thì mục đích của Khải nhá là chia sẻ cho anh em đường link chuẩn nhất của con game bài Go 88, để cho những anh em mà đang chưa biết đường link nào để tải ấy, để chơi ấy, thì anh em có thể là anh em xem video này của Khải. Thì những anh em nào không nhớ nhá, thì Khải sẽ để cái đường link này ở dưới phần mô tả của video này. Thì anh em thấy anh em vào phần mô tả, anh em thích và đường link em tải về và làm theo hướng dẫn. Thì như anh em mới thì cá nhân Khải vẫn nhấn mạnh anh em mới nhá, thì anh em mới nên tìm đúng cái đường link chuẩn anh em tải. Đấy, tránh trường hợp nhá, rất nhiều trường hợp anh em là Khải nhấn mạnh luôn là rất nhiều trường hợp anh em là anh em tải trên mạng ấy, tải trên mạng rồi anh em vẫn dùng thói quen là anh em vào trình duyệt kép, anh em là bấm là tải game Go 88 mới nhất 2023, thì nó ra rất nhiều cái đường link nó làm y chang luôn, y hệt luôn, hàng thật luôn. Khi anh em tải về, thứ nhất là có thể anh em mất tiền khi anh em bấm vào đường link đó, thứ hai nó vẫn cho anh em tải, cho anh em chơi, cho anh em nạp tiền vào, nhưng khi anh em chơi thắng ấy thì anh em không bao giờ anh em rút được. Đó, thì cá nhân Khải cũng biết rất nhiều trường hợp đã xảy ra rồi, thì mà cá nhân Khải là người chơi thôi, giống như anh em vậy đấy. Thì cũng chia sẻ cho anh em, những anh em mà có niềm đam mê với con tài xỉu hoặc là con cờ bạc trên cái con game bài này, thì giúp làm sao cho anh em là luôn tìm được một cái đường link chuẩn nhất, mới nhất. Thì hàng ngày thì cá nhân Khải thì sẽ luôn luôn là cập nhật những cái gì mà nó thay đổi, cái mới nhất của con game Go 88 này cho những anh em tín đồ đang chơi. Thì
Video này của Khải cũng xin phép là dừng lại tại đây thôi. Thì anh em có ý kiến hay thắc mắc gì có thể anh em bình luận dưới phần video, Khải sẽ tranh thủ là giải đáp những thắc mắc đó. Thì anh em yêu quý Khải nhá, thì có thể cho Khải xin một nút like và đăng ký kênh. Ok này, thì hẹn anh em nhé ở một video tiếp theo. Nhớ chúc anh em tải game thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên cái con game bài Go88 này. Ok, chào anh em nhé.